Đạo diễn Diên Tuấn Bình. Chủ nhiệm chế tác Thiệu Hoài Lượng. Chế tác và phát hành Công ty Hữu hạn Văn hóa Ánh Thị Trung Liên Bắc Kinh. Sản xuất Công ty Hữu hạn Đầu tư Văn hóa Ảnh thị Thiên Địa Tùng Hằng, tỉnh Gia Tô. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ảnh thị Tân Nguyên Thiên Tân. Với sự tham gia của các diễn viên Ngô Việt, Ngô Nhược Phổ, Quách Thọ, Triệu Lượng, Sa Hiểu, Hải Ba, Hứa Sâm Thọ cùng một số diễn viên khác. Phim Người phía sau. Tập 1. Tôi thường nằm mơ thấy nơi này. Đó là điểm bắt đầu những ký ức thuở nhỏ còn sót lại trong ký ức của tôi. Trước khi giải phóng, nó là một bệnh viện giáo hội. Một thời gian sau giải phóng lại biến thành một trạm binh. Dân làng xung quanh thường nghe thấy những tiếng thở dài phát ra từ đây. Sau đó nữa, nó bị sửa thành một bệnh viện, chính là bệnh viện tâm thần Hà Nguyên ngày nay. 13 năm trước, tôi có tìm được cuộc sống mới ở đây. 13 năm sau, tôi nếm trải ngọt mặn chua cay của cuộc đời cũng chính tại đây. Tôi đã về rồi, trở về rồi, điểm bắt đầu của ký ức. Tôi đã gặp anh ấy, người cho tôi cuộc sống thứ hai. Cô Lý, có thể rửa khẩu trang của cô xuống không? Không gỡ được vì tôi bị cảm, sợ lây cho ông. Được, cô nói đi. Có chuyện gì đang làm cô lo nghĩ? Là như vậy, năm nay tôi 26 tuổi, sắp 27 tuổi. Tôi không hứng thú với giới tính khác, cũng chưa từng yêu ai. Tất cả bạn bè của tôi đều nói tôi có bệnh. Vậy cha mẹ cô? Mẹ tôi mất rồi. Cha tôi đã tái hôn. Vậy cô có ấn tượng tốt với mẹ kế của mình không? Cô có ghét bà ấy không? Không có. Vậy lúc nhỏ cô có từng bị tổn hại gì về giới tính không? Không có. Về mặt này tôi không gặp trở ngại gì cả, vì bản thân tôi cũng học y. Tôi đã yêu một người, anh cũng là bác sĩ, lớn tuổi hơn tôi một chút. Tôi ngại phải nói với anh nên chỉ có thể lén nhìn anh. Ông thấy tôi có bệnh không? Cô Lý, cô không có bệnh gì cả. Đây là bệnh viện tâm thần, là nơi để khám bệnh, không phải nơi các cô gái đến tìm niềm vui. Cô đi được rồi. Người tiếp theo, bác sĩ Ngô, tôi không phải cố tình đến tìm niềm vui. Tôi chỉ muốn tìm cơ hội để chào hỏi anh thôi. Anh không nhận ra em sao? Chào em. Anh tên là Ngô Tiếu Châu. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ là bác sĩ chữa trị mới của em. Không phải là chúng ta đã nói sẽ làm bạn tốt sao? Nhưng sao ngay cả tên em cũng không muốn nói với anh vậy?
Rơi xuống rồi. Nếu em muốn anh giúp em thì anh mới có thể giúp em được. Nếu như em đồng ý, không cần phải nói chuyện với anh, gật gật đầu là được rồi. Tiểu Tu Văn, em đùa gì vậy? Giờ này sao rồi? Anh thấy rồi đó, trông có vẻ rất khỏe mạnh, cũng rất vui vẻ. Anh thấy em có thay đổi nhiều không? Dĩ nhiên rồi, sâu đã lột xác thành bướm rồi mà. Cuộc sống ở đại học y thế nào? Cho anh xem một thứ. Sinh viên tốt nghiệp, giỏi lắm, để anh xem. Thạc sĩ tâm lý học và thần kinh học. Tuyệt lắm. Sau này có dự định gì không? Ra nước ngoài hay là tiếp tục học? Em chuẩn bị làm đồng nghiệp của anh đó. Sắp đi làm rồi. Chúc mừng em. Cũng chúc mừng anh có thêm một đồng nghiệp. Là sao? Ngày mai em sẽ đến bệnh viện Hàn Nguyên làm việc. Làm việc? Đến đây làm việc sao? Phải đó. Em đi theo bước chân của anh mà. Không có anh thì không có em ngày hôm nay. 10 năm trước là thế, 10 năm sau vẫn thế. Sao vậy? Anh không vui à? Không có. Vậy đi thôi bác sĩ Ngô. Thả diều thôi. Chị ơi, cứu em. Y tá Phương, cô bé đó sao rồi? Cô bé đó hả? Anh đừng nhắc nữa. Tận mắt chứng kiến em gái mình té từ trên lầu xuống chết. Người lớn đều nói cô bé đó là kẻ giết người. Đại học y Liêu Thuận. Trường đã được nghỉ hè rồi. Vắng thật đó. Không có hơi người chút nào. Trong bầu không khí nóng nực đó, hình như có chút gì đó khiến người ta thấy lo lắng bất an. Đây là đêm cuối cùng của thời đại học của mình. Tiểu Mạnh, về rồi hả? Về rồi. Tối nay em có ở lại ký túc xá không? Tối nay em vẫn ở đây. Tối nay tầng lầu đó chỉ còn mình em thôi. Tối ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận. Cảm ơn cô. Cậu làm mình hết cả hồn. Diên Diên, đã là giáo viên của trường rồi mà còn như vậy nữa sao? Không phải cậu đi thăm bác sĩ Bạch rồi sao? Sao lại về rồi? Bác sĩ Bạch gì chứ? Người ta không phải họ Bạch. Bác sĩ Bạch là bác sĩ Bạch Mã. Bây giờ thì không tìm được Bạch Mã Hoàng Tử rồi. Chỉ còn lại bác sĩ Bạch Mã, gọi tắt bác sĩ Bạch. Nói nhảm quá đi. Thank you.
Này này, mau lại đây. Này, không phải chị Phong đã cho ca rồi sao? Còn đi đâu vậy? Cô bé ở phòng 29 đó. Bác sĩ Ngô kiên trì bảo cho cô bé ra hoạt động ngoài trời. Chị thấy hôm nay trời đẹp nên dẫn nó đi dạo. Chị và bác sĩ Ngô tốt với nó như vậy. Để khi chữa bệnh xong thì bảo nó nhận chị làm chị nuôi, để bác sĩ Ngô làm anh rể nuôi. Nói gì vậy? Đừng nói lung tung. Đổng Phong, em lại đang nghĩ gì vậy? Lúc đang trực thì phải có dáng vẻ đang trực. Em nhìn em xem, cả ngày cứ ngẩn ngơ. Chị thấy cởi áo y tá ra, em cũng không khác gì với bệnh nhân cả. Làm công việc của chúng ta vốn dĩ áp lực rất lớn, phải học cách điều tiết trạng thái tinh thần. Được rồi, không nói với em nữa. Em đi kiểm tra phòng bệnh đi, xem phòng 12 có đi vệ sinh trên giường không. Lát nữa đến báo cho chị. Được. Này Đổng Phong, có một số việc đã qua rồi thì để nó qua đi, đừng để trong lòng mãi, hiểu không? Dạ. Cả tòa nhà nhìn như vừa bị cướp vậy. Lúc này ai còn để ý chuyện này nữa, mạnh ai nấy về nhà tìm mẹ rồi. Này, sao cậu còn chưa đi? Bác sĩ Ngô này đúng là Bồ Tát sống. Không thì là đã đóng kín tình cảm của mình rồi. Cậu nghĩ đi, nếu anh ta không thích cậu, không quan tâm cậu, sao lại cung cấp chi phí sinh hoạt và học phí cho cậu suốt 14 năm qua chứ? Không hiểu lắm. Được rồi, được rồi, không nói chuyện đó nữa. Dù sao thì ngày mai cậu cũng bắt đầu cuộc sống mới rồi. Đến lúc đó, cậu có thời gian để làm rõ tình cảm của cậu dành cho ảnh và tình cảm ảnh dành cho cậu rồi. Xong rồi hả? Xong rồi. Bà Dương, nào uống thuốc thôi. Bà Dương, nào ngồi dậy, ngoan nào. Được rồi, ngồi dậy nào. Nào, há miệng ra. Nặng không? Tạm ổn. Tiểu Mạnh, tối nhớ về sớm, bên ngoài không an toàn đâu. Dạ, biết rồi. Quản lý ký túc xá của chúng ta có trách nhiệm thật. Ừ, rất tốt. Cậu xem, đám học sinh chúng ta hết đổi đám này đến đám khác, chỉ có cổ là không đổi. Còn xem ký túc xá là nhà của mình. Cậu nói thử xem, cả ngày cổ không về nhà, cứ ở mãi trong ký túc xá, có phải có hơi bất bình thường không? Đừng nói người ta như vậy, đó gọi là có trách nhiệm. Có trách nhiệm gì chứ? Mình thấy cổ bị bệnh thì có. Mỗi lần mình về trễ, cổ lại dạy cho một bài. Bảo là con gái thì phải biết ý tứ. Trên báo chí hay đăng tin tức rùm beng, còn nói gì mà tội ác khắp nơi, dương đến trường học yên bình. Còn nói thử xem, cổ có lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác, không phải là một loại bệnh sao? Người ta chỉ là đề cao cảnh giác thôi, có gì không tốt chứ? Cậu có nghe nói trường chúng ta có một nữ sinh bị cưỡng bức, sau đó còn tự sát nữa? Không có. Không được, không được. Mình không thể nói. Sao mình cứ thấy có luồng khí lạnh lạnh sau lưng, giống như có người đang đi theo vậy? Chúng ta đi mau lên. Coi cậu sợ đến vậy kìa. Mình không sợ đâu. Có miệng để làm gì? Để hét cứu tôi với. Chân để làm gì? Để chạy vội về nhà. Cho dù có người thì nhiều lắm cũng chỉ là cùng đi chung đường thôi. Nếu là người thì không có gì để nói. Mình chỉ sợ đó không phải là người. Biết đâu là thứ gì đó. Thứ gì đó là sao? Chính là cái thứ sau khi người ta chết.
Cậu nói ma à? Cậu là người học y đó, cũng không kiên trì được chút tinh thần chủ nghĩa duy vật nữa. Cậu không biết sao, tinh thần lấy vật chất làm cơ sở, vật chất tan biến thì tinh thần cũng theo gió bay đi, không tồn tại nữa. Cậu đừng giảng đạo cho mình, mình không tin cậu không sợ chút nào. Sao vậy? Lúc học lớp giải phẫu mình đâu thấy cậu nhát gan như vậy, sao bây giờ lại sợ đến như vậy chứ? Lúc đi học, thần kinh là thần kinh, cơ bắp là cơ bắp, nó đã được giải thích rõ. Này, cậu có biết câu chuyện ma trong nhà tắm ký túc xá chúng ta không? Biết. Không phải chuyện của cái giò nước sao? 3 giờ sáng là tự động chảy, đến 4 giờ sáng là tự động tắt đi. Phải chuyện đó không? Câu chuyện này còn khúc sao nữa, đoạn đó mới đáng sợ. Mình cho cậu biết nha, có một nữ sinh hẹn hò với bạn trai cũ. Sau khi tốt nghiệp, anh muốn làm bác sĩ khoa nào? Anh hả? Anh muốn làm bác sĩ ngoại khoa. Anh thích làm phẫu thuật mà. Còn em? Em không thèm đâu. Em không thích những thứ có máu me. Đến 3 giờ sáng mới về. Trời nóng quá nên cô muốn đi tắm rồi mới đi ngủ, lại quên đi mất câu chuyện đáng sợ đó. Cô cứ tắm cho đến lúc phát hiện ra nước đã chuyển thành màu đỏ. Cô nhìn lên cái giò nước rồi hét toáng lên. Cô nhìn thấy cái gì? Cậu mau nói đi. Nói đi. Không ai biết cô nhìn thấy cái gì cả. Vì ngày thứ hai, mọi người phát hiện cô đã phát điên rồi. Cứ nghĩ trên người mình có vết máu, cứ muốn đi tắm. Không lâu sau đó thì cô chết. Nếu câu chuyện cậu nói là thật, mình thấy cô gái ấy quá đáng thương. Cậu nghĩ thử đi, người bình thường ai lại như vậy? Chắc chắn là cô gặp phải cú sốc gì lớn lắm. Hơn nữa nó còn làm cô thấy rất đau khổ. Cũng xui xẻo thật, chết rồi còn bị người ta đem ra thêu dệt chuyện. Này, con người cậu có phải không được bình thường không? Có phải cậu bị thiếu sợi dây thần kinh khống chế nỗi sợ nào không? Cả ký túc xá này, không phải là câu chuyện đáng sợ nhất cả học viện này. Cậu nghe mà không có tí cảm giác nào sao? Nếu không thì cậu cứ chờ đi. Tối nay chắc chắn cậu sẽ thấy lo lắng. Nếu gặp phải chuyện gì thật, ngày mai đừng có khóc lóc đến tìm mình đó. Mình không vậy đâu. Chúng ta cược đi. Được. Ai thua bị ma rượt. Đi thôi. Cô sao vậy Đổng Phong? Bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ngô. Mà cho tôi biết cô nhìn thấy gì. Bác sĩ Ngô, 219. 219, Thiền Linh. Thiền Linh ở trong đó chải tóc. Bác sĩ Ngô, không thể nào, Thiền Linh đã chết hơn 1 năm rồi. Không đâu, thật đó. Thật đó. Thôi được rồi, cô nghe tôi nói. Hít thở sâu. Hít thở thật sâu. Phải. Phải rồi, phải rồi. Tốt lắm. Không sao, không sao. Tốt lắm. Tốt lắm. Đi nào. Không, chúng ta đi xem thử. Tôi sợ, không sao. Bác sĩ Ngô, tôi sợ. Không, không, tôi sợ. Chìa khóa. Đổng Phong, qua đây. Cô nhìn xem, chẳng có thứ gì hết. Cả ngày cô cứ thất thần như vậy, cứ tiếp tục như thế thì không được. Bác sĩ Ngô, tôi
Đồng Phong, cô đi kiểm tra phòng bệnh thế nào vậy? Cửa sổ bên đó bị mở ra rồi. Cô cũng không biết đóng lại. Bác sĩ Ngô, chuyện gì? Không có gì. Bác sĩ Ngô, thế nào rồi? Không có, bên tôi cũng không có. Các cậu đang tìm gì? Một bệnh nhân bên khu bệnh nam trốn mất rồi. Bệnh nhân trốn rồi, ai vậy? Phòng 117. Phòng 117. Lần này tiêu rồi, anh ta mắc chứng cuồng loạn. Khóa hết các cửa. Dạ. Này, cậu có biết câu chuyện ma trong nhà tắm ký túc xá không? Biết. Chính là chuyện cứ mỗi sáng 3 giờ là vòi nước tự động chảy, đến 4 giờ sáng là tự động tắt, phải không? Phải phải, chính là chuyện ma này. Thế đến giờ đó, chỉ cần có người mở vòi nước là nhất định có chuyện xảy ra. Có một nữ sinh hẹn hò với bạn trai cũ, đến 3 giờ sáng mới về. Hôm đó nóng quá nên cổ muốn tắm rồi mới đi ngủ, quên mất câu chuyện đáng sợ đó. Cổ cứ tắm đến khi phát hiện nước đã biến thành màu đỏ. Cổ quay đầu lại nhìn, cái vòi nước chảy ra toàn là máu. Cổ thét lên. Cổ nhìn thấy gì? Ai mà biết cổ nhìn thấy gì? Vì ngày thứ hai cổ đã phát điên rồi. Ai đó? Cảm ơn. Tôi vừa đến phòng 219 xem xét, không thấy người cũng không thấy ma. Nhưng quả thật tôi đã nhìn thấy. Y tá trưởng nói với tôi, dạo này tình hình làm việc của cô không tốt. Có phải do trực đêm nhiều quá không? Cô có thể đổi ca với đồng nghiệp mà. Tôi biết ngay là không có ai tin tôi. Đổng Phong, cô làm ở đây nhiều năm như vậy, chắc có thể phân biệt được sự khỏe mạnh hay không khỏe mạnh về mặt tinh thần, đúng không? Anh nói tôi bị điên sao? Tôi không nói như vậy. Nhưng tôi biết cái chết của Thiền Linh một năm trước là đã kích rất lớn với cô. Nói thật, là một người làm công tác y, nhất là người làm trong khoa thần kinh, nên duy trì khoảng cách với bệnh nhân về mặt tình cảm. Nếu nói chỉ có một mình tôi nhìn thấy, vậy tôi tin cổ nhất định là đến tìm tôi. Trước đây nó giống em gái tôi. Quả thật tôi không nên sợ. Chắc chắn con bé có điều gì muốn nói với tôi. Được rồi. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Hai ngày nay tôi gặp khá nhiều chuyện phiền phức. Được rồi, vậy đi. Cô về bình tĩnh lại đã, nghỉ ngơi cho khỏe. Vậy được rồi. Bác sĩ Ngô, tôi nhất định sẽ cố gắng điều chỉnh lại. Anh nói đúng, là một người làm việc trong ngành y, không nên tin vào chuyện ma quỷ.
Nếu không, sẽ không chăm sóc được mình. Làm sao đi chăm sóc bệnh nhân, đúng không? Đúng, đi đi. Tôi đi nha. Bạn ơi, xin hỏi mấy giờ rồi? Ma! Diên Diên! Trời ơi, cậu làm mình sợ hết hồn. Cậu muốn nhát mình hả? Kết quả lại tự nhát lại mình. Biết vậy gọi là gì không? Gậy ông đập lưng ông. Người ta chỉ sợ cậu ở một mình sẽ sợ nên quay lại. Sao cậu lại như vậy? Còn dọa mình nữa chứ. Mình đâu cố tình. Là do cậu dọa mình trước mà. Mình còn chưa nói cậu đó. Mình sợ đến nỗi suýt bệnh tim đó. Thôi được rồi, mình cũng đâu cố tình. Chuyện gì vậy? Lúc nãy ai vừa la hét đó? Đã xảy ra chuyện gì? Dì Châu, làm ồn đến gì hả? Xin lỗi, lúc nãy cho đắp mặt nạ làm cậu ấy giật mình. Xin lỗi. Mau đi nghỉ sớm đi, đừng làm ồn nữa. Xin lỗi dì Châu. Đi thôi. Tạm biệt nha dì Châu. Quan trọng nhất là thay ổ khóa khác. Viện trưởng, đều là trách nhiệm của một mình tôi. Tôi nhất thời sơ sót, quên khóa cửa hành lang. Tôi quá sơ ý rồi. Bệnh nhân phòng 117 trước giờ là vậy. Lần trước phát bệnh còn dọa hết mấy bệnh nhân khác. Lần này thì lại hay, dứt khoát chạy đi luôn. Nếu xảy ra chuyện thì trách nhiệm lớn lắm. Tôi nên chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu cậu muốn chịu trách nhiệm thì đừng ngồi mãi ở đây. Lập tức tìm về cho tôi. Một bệnh nhân không đi xa được đâu. Tôi đi ngay. Khoan đã. Cậu nhanh chóng hỏi thăm những hộ dân xung quanh bệnh viện. Nếu họ phát hiện ra thì lập tức liên lạc với bệnh viện. Còn nữa, còn phải cho người giám sát các lối ra vào đường cao tốc. Cố gắng cho người theo dõi ở các trạm xe. Người nhà của bệnh nhân yên tâm giao họ cho chúng ta. Sự an toàn của bệnh nhân quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tôi biết rồi. Sau đây là chương trình dự báo thời tiết tại địa phương. Hôm nay ban ngày đến nửa đêm nhiều mây cho đến ít mây. Tỷ lệ nước 60%, thành phần độ ẩm 40%. Khu vực Bắc Bộ có mây, các bạn đi đường xin hãy chú ý an toàn. Sáng sớm mai trời nắng, thời tiết khô hanh, nhiệt độ cao nhất 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 độ. Có tin tức gì không?
Tôi thấy hay là báo cảnh sát đi, cũng vì sự an toàn của bệnh nhân thôi. Tôi không thể quyết định như vậy. Nhưng sáng sớm mai tôi sẽ kiến nghị với viện trưởng. Nhưng cách tốt nhất là có thể tìm được người trước lúc đó. Bác Tài, đi Hà Nguyên, không đi đường xa lắm. Này, này, tôi không đón kịp chuyến xe cuối cùng đến Hà Nguyên. Để đến khi tôi đón được xe đi Hà Nguyên, trời đã tối rồi. Trên đường đi xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Trước tiên là đi lầm đường, đi ngang qua một nơi đến 3 lần. Lần đầu tiên đi ngang cái cây có treo tấm biển thì chưa chú ý lắm, cứ ngồi trò chuyện với tài xế. Ông tài xế này tin vào những điều rất kỳ lạ, đúng là khiến người ta vừa giận vừa tức cười. Để chạy chuyến xe này tôi còn không kịp ăn cơm tối, trên đường về còn phải chạy xe không. Nếu là ở trong thành phố tôi đã kiếm được mấy chục đồng nữa rồi. Không sao đâu, tôi sẽ bồi dưỡng thêm cho ông. Đến lúc đó tôi sẽ trả thêm cho ông một nửa tiền xe về. Ông thấy sao? Vậy cảm ơn nha. Thế nào? Lúc nãy có người trong thôn nhìn thấy ổng. Tối nay chúng ta ra hướng bờ sông tìm đi. Dạ. Có hô to lên tìm được không? Không được la, sẽ làm ổng sợ. Đừng làm ông ta bị thương. Chúng ta chia nhóm ra đi, đừng để đi lạc. Bệnh nhân phòng 117 này là người mắc chứng cuồng loạn, nếu nổi cơn thì đáng sợ lắm. Phải. Chia một tổ, hai người đi tìm. Đi thôi. Cô gái, cô đến chỗ nào ở Hà Nguyên? Bệnh viện tâm thần Hà Nguyên. Cô đến đó làm gì? Đi khám bệnh. Thấy cô cũng đâu có vấn đề gì về thần kinh. Tôi đến đó làm việc. Hồi xưa bệnh nhân tâm thần đều không đi khám bác sĩ. Không đến khám bác sĩ thì tìm ai? Tìm thầy Pháp. Bệnh tâm thần không gọi là bệnh tâm thần, mà được gọi là bị ma nhập. Đó là cách chữa xưa từ thời trước giải phóng rồi. Đó là mê tín. Chú ơi, chú có nhìn thấy một người mặc áo sọc có mang số đi ngang đây không? Cao khoảng bằng tôi. Không thấy. Ông có nhìn thấy không? Không thấy. Bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ngô, tìm thấy chưa? Chưa. Không thấy đâu cả. Về trước đã. Này, hình như không phải. Hình như chúng ta cứ đi vòng vòng chỗ này. Con đường này đi mấy lần rồi? Vậy cái biển nằm ngay đó sao không còn nữa? Lúc nãy tôi có nhìn thấy cái cây đó, trên đó còn có treo biển. Chắc chắn chúng ta đi vòng vòng rồi. Hay là ông dừng lại xuống xem thử? Không được, không được. Chắc chắn là bị ma che mắt rồi. Trời ơi, tôi phải mau gọi điện thoại cho vợ mới được. Sao không có sóng vậy? Của tôi có sóng. Hay là ông lấy điện thoại của tôi gọi cho vợ ông đi. Ông sẽ nói gì với vợ? Nói chuyện bị ma che mắt à? Không ngờ ông cũng nhát gan như vậy.
Này này, chính là con đường trước mặt. Tôi nhớ con đường này, lúc nãy chúng ta cứ đi thẳng. Lần này quẹo phải thử đi. Không phải, đi thẳng chính là hướng Bắc. Hà Nguyên không phải ở hướng Bắc sao? Đi thẳng không phải là hướng Bắc sao? Này cẩn thận chứ. Sao ông không dừng xe lại? Ở nơi quang vắng này, người đó chắc chắn là lạc đường rồi. Tôi đã nói rồi, do ma che mắt đó. Bây giờ dừng xe chở người thì là tự sát. Khuyên ông cả buổi phí cả sức. Này, lại nhìn thấy cái cây đó rồi. Có thấy không? Lần này ông cứ nghe lời tôi quẹo phải, nhất định đừng đi thẳng nữa. Được, tôi tin cô một lần vậy. Này bác tài, ông nhìn đi. Lối ra hẻm núi 2000 mét. Tìm được rồi. Cô nói đúng thật đó. Không phải là ma che mắt. Người lúc nãy chắc chắn là lạc đường. Ông nên để ông ta lên xe mới phải. Này, chuyện gì vậy? Bác tài đừng nóng. Thế nào? Không sao chứ? Không sao, vết thương nhỏ thôi. Này, anh lái xe kiểu gì vậy? Tôi hỏi anh đó. Alo, công an giao thông phải không? Ở đây xảy ra tai nạn giao thông. Địa điểm là đường ra hẻm núi Kỷ. Alo, không phải nói chiều đến sao? Sao bây giờ còn? Em không đón kịp chuyến xe cuối đến Hà Nguyên. Người này mặc áo bệnh nhân có số, chắc là bệnh nhân của bệnh viện Hà Nguyên. Em thấy ông ta hết cứu rồi. Em chắc chứ? Em là bác sĩ. Em chắc chắn. Được, anh biết rồi. Người chết do vụ tai nạn mặc áo bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Hà Nguyên. Dường như tôi không nhận ra được mặt của ông ta nữa. Nếu tôi biết trước được sự việc, dự đoán được chuyện xảy ra sau này, lúc đó tôi nên xem cho rõ gương mặt này.
bác sĩ Ngô. Đưa cô đến phòng y tá chăm sóc đi. Dạ. Xin chào, tôi là Đổng Phong. Xin chào. Cổ tay cô sao vậy? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tôi đang trực đêm, chúng ta đến phòng trực đi. Tôi giúp cô băng bó. Được, để tôi cầm giúp cô. Cảm ơn, đi thôi. Là ông ta phải không? Là ông ta. Là người bỏ trốn tối qua. Nào, mau vào đi. Cô ngồi xuống đi. Cảm ơn. Vừa đến đã gặp phải tai nạn giao thông. Cô cũng vui thật. Vậy còn chưa là gì. Lúc mới đến thì đi lạc đường, đi vòng vòng trên núi cả buổi. Tài xế còn nói là bị ma che mắt. Vậy sao? Vậy cô không tin những thứ đó phải không? Tôi không tin. Tôi thấy những thứ đó đều là ám thị trong lòng thôi. Chỉ có người đầu óc không tỉnh táo mới tin những điều đó. Ai? Tôi hỏi cô. Cô nhìn thấy người chết có sợ không? Sợ thì không đến nỗi sợ, chỉ là thấy trong lòng có hơi buồn thôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người chết, một tháng vẫn chưa bình tâm lại được. Ốm hết mấy ký, nghiêm trọng vậy sao? Không phải cô bị bệnh trầm cảm chứ? Người chết là ai vậy? Cũng không phải ai cả, chỉ là một bệnh nhân của bệnh viện treo cổ chết. Chết rất thảm. Cảm ơn cô. Không có gì. Cô tên Đổng Phong phải không? Tôi là Mạnh Tu Văn. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Được. Vậy tối nay cô ngủ ở đâu? Vì đến muộn quá nên còn chưa biết. Hay là như vậy, lầu 1 có một phòng nghỉ, bình thường bác sĩ nghỉ ngơi ở đó. Nếu cô không chê thì đến đó ở tạm một đêm vậy. Được. Vậy tôi đến chỗ y tá trưởng lấy chìa khóa. Cảm ơn cô Đổng Phong. Không có gì.让你从此不再憔悴。